Nguồn tin sau đây cho hay kinh tế toàn cầu suy giảm, chỉ một mình Việt Nam là vươn lên. Theo như tờ báo Vietnamnet ngày 29 tháng 6 năm 2020 loan tin, thì dữ liệu của Cơ quan Thống kê Cộng sản Việt Nam cho biết là tổng sản phẩm GDP trong 6 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam đã tăng 1.81% so với cùng thời gian năm 2019. Tờ báo Vietnamnet nói rằng mức tăng này thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP cùng thời kỳ trong suốt thời gian từ năm 2011 cho tới nay. Tuy nhiên, thì so với các nước trên thế giới như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Âu đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, thì Việt Nam lại là nước đang vươn lên so với toàn cầu. Các ngành tăng trưởng của Việt Nam gồm có nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1.19%, chiếm 11.89% vào mức tăng trưởng chung. Dịch vụ tăng 0.57%, chiếm 14.97% là mức tăng trưởng của GDP. Với mức tăng trưởng này, thì báo Vietnamnet viết, Việt Nam đã thành công và vượt lên trước sự suy thoái của các quốc gia trên thế giới. Giống như câu nói gây cười của ông Nguyễn Phú Trọng là mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng tại Việt Nam. Trước đó, thì truyền thông nhà cầm quyền cũng đã loan tin, và cuối năm 2019, Việt Nam có 508.770 công ty, nhưng có hơn 98% công ty là công ty ở quy mô vừa và nhỏ, có số vốn hoạt động từ 10 tỷ đồng trở xuống. Và dịch COVID-19 đã khiến cho hầu hết các công ty này lâm vào khó khăn. Rất nhiều công ty đang làm hồ sơ thủ tục để tuyên bố phá sản vì nền kinh tế Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các nước khác trên thế giới. Nên trong bối cảnh các nước trên thế giới đóng cửa, thì các công ty tại Việt Nam rơi vào tình trạng vừa không có nguyên liệu để sản xuất, vừa không bán được sản phẩm làm ra.